Sau khoảng 3 năm làm nghề freelance, chỉnh màu ảnh và retouch ảnh, kể cả ảnh cưới, ảnh tin, ảnh kỷ yếu vân vân cho rất nhiều studio cũng như là những cái tổ chức, thì mình đã có một bộ sưu tập preset mà mình có thể blend màu cho nguyên một cuốn album chỉ trong vòng 5 phút. Đây chính là cái bộ preset HP Photoshop Pro Pre 70 của mình, bao gồm gần 70 cái preset mà mình đã tạo ra trong suốt quá trình 3 năm làm nghề vừa rồi. Thì hiện tại mình muốn bán cái gói này ra để cho những cái bạn làm nghề hoặc là những cái bạn mới, chúng ta học vấn đề là chúng ta chỉnh màu, các bạn có thể mua cái gói này để các bạn có thể tham khảo coi là cái cách chỉnh màu nó như thế nào, cũng như là cái phong cách màu để làm sao cho nó phù hợp với nhiều dạng ảnh nhất có thể. Rồi thì cái gói này thì sẽ có giá là 199.000. Các bạn có thể click ngay cái link phía dưới để xem cách thanh toán. Khi các bạn click vô cái link đó thì nó sẽ đẩy qua cái phần inbox, cho nên nếu được thì các bạn có thể login vô. Nếu nó yêu cầu login thì các bạn có thể login vô ha. Thì sau khi login vô thì sẽ có hướng dẫn cách thanh toán cho các bạn, và mình sẽ sau khi nhận được thanh toán mình sẽ gửi qua Google Drive, qua email của các bạn. Thì ở trong cái gói này các bạn có thể thấy là chúng ta có rất là nhiều cái preset, bao gồm mà 64 cái preset chỉnh màu. Thì các bạn có thể thấy là ở đây đa số thì nó rất là dễ áp dụng cho tất cả các thể loại hình, kể cả là hình như là hình đây là hình couple này, hình hoặc là đây, hoặc là hình tin. Đấy, hình tin ví dụ chụp ngoài cây cối chẳng hạn, thế rất là nhiều mảng xanh nhưng mà chúng ta vẫn có thể áp dụng rất là ok. Và những cái hình mà dạng như là hình cưới thì càng tuyệt vời hơn nữa, tại vì chúng ta sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Đó, thì có thể thấy là ở đây cái phong cách màu của mình làm trong 60 mấy cái preset này nó rất là đa dạng, từ cái cổ điển cho tới hiện đại, và đa số là chúng ta nhìn sẽ rất là ok cái vấn đề chúng ta in ra, tại vì đây mình đã tối ưu hóa làm sao để mà cho nó phù hợp nhất với tất cả các thể dạng ảnh có thể. Tất nhiên là nếu như các bạn nào mà chúng ta sử dụng máy ảnh hơi thấp một chút xíu thì, hoặc là cái điều kiện chụp chúng ta chưa ổn, thì chúng ta có thể chỉnh lại một chút xíu về vấn đề là white balance với lại chỉnh lại một chút ánh sáng và contrast, thế thôi. Còn lại mọi thứ ở dưới hiệu ứng mình đã chỉnh toàn bộ thì nó sẽ rất là gọn gàng, và các bạn có thể chỉnh đơn giản cho một cái album cưới trị giá 2-3 triệu gì đó để in ra. Và mình chỉ nói cái album ha, thì 2-3 triệu gì đó, nhưng mà các bạn chỉ cần làm trong vòng 5 phút là xong, rất là đơn giản, dễ dàng và rất là nhiều cái phong cách để chúng ta có thể làm được. Ok ha. Thì đây các bạn có thể vô về để chúng ta thử, để chúng ta có thể đó, các bạn có thể thấy rất là nhiều cái phong cách mà chúng ta có thể áp dụng được trong hình của chúng ta. Như hình chân dung chẳng hạn, thế thì có nhiều cái nó cần, như hình ảnh chân dung này thì nó cần những cái mà nó trong sáng hơn. Ví dụ như là phía trên này, như kiểu này chẳng hạn vậy. Hoặc là hình fashion cũng được. Đó, hình fashion. Nói chung là rất là nhiều, và các bạn có thể dễ dàng chúng ta sử dụng cho cái hình của chúng ta chỉ cần chỉnh lại chút xíu về ánh sáng, màu sắc, contrast là xong, còn lại đã xong hết luôn rồi. Đó, thì cái cách để chúng ta, khi chúng ta đã tải về rồi, để chúng ta cài vô Lightroom và Camera Raw thì sao? Như mình đã nói thì đây mình đã có cái Lightroom và Camera Raw luôn. Mình có hai phiên bản, phiên bản cho Lightroom và phiên bản cho Camera Raw. Thì để cài vô Lightroom các bạn làm như sau để cho nó dễ dàng. Các bạn ở trong Lightroom các bạn vào phần vào menu Edit, các bạn chọn Preference. Sau đó các bạn sẽ qua cái tab Preset ha. Từ General các bạn qua tab Preset và các bạn click vô Show Lightroom Preset Folder. Click một cái nó sẽ hiện ra cái folder này. Thì các bạn sẽ bấm vô cái Lightroom nó đang chọn sẵn luôn. Các bạn vào Lightroom. Sau đó các bạn vào Develop Preset, và ở đây các bạn sẽ paste cái for Lightroom, cái HP Pro Free for Lightroom, các bạn paste vào đây là xong. Sau đó bạn chỉ cần khởi động lại Lightroom thì nó sẽ hiện ra, và khá là đơn giản. Còn đối với Camera Raw thì sao? Camera Raw tương tự nhưng mà nó ở phía ngoài. Ngay lúc đầu các bạn sẽ vô Lightroom đúng không? Thì bây giờ thay vì vào Lightroom, các bạn sẽ vào Camera Raw ngay phía trên này. Các bạn click vô, sau đó các bạn vào phần Setting. Sau đó các bạn paste cái phiên bản cho Camera Raw. Các bạn paste nguyên cái folder này bỏ vào đây. Sau đó các bạn khởi động Photoshop lên vào phần Camera Raw, các bạn sẽ thấy 7 bộ Pro Pre 70 ở trong cái preset của Camera Raw. Khá là đơn giản, dễ dàng áp dụng cho cả Photoshop, Lightroom, gọn nhẹ. Thì giá chỉ có 199.000. Các bạn có thể click vào cái link phía dưới để tham khảo cách thanh toán. Đừng quên like, share, subscribe và cho mình biết là ở những tutorial sau các bạn muốn mình làm được những vấn đề gì ha ở trên
YouTube channel của mình. Bye bye.